Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay, Nhật An sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị những vấn đề liên quan đến kiến trúc và xây dựng nhà ở. Quả thật thì Nhật An đã chia sẻ rất là nhiều lần, một bộ phận mà rất là cần thiết để mà chúng ta phải quan tâm khi mà chúng ta xây dựng nhà ở, đặc biệt là với những khách hàng của Mark Home, đó chính là phần mái. Và khi mà chúng ta suy nghĩ đến phần mái thì chắc chắn là cái việc mà chọn ngói để lợp mái như thế nào hợp lý đó luôn luôn là vấn đề quý vị phải quan tâm. Và với những cái nhà Mark Home thiết kế thì những mẫu nhà được yêu thích nhất vẫn là những mẫu nhà mái Nhật, mái Thái, thì chắc chắn rồi, cho nên cái việc mà chọn ngói hay nào chúng ta cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Ngày hôm nay hãy cùng Nhật An tìm hiểu chuyên đề này, đó chính là top 5 kinh nghiệm chọn ngói lợp nhà nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với kinh nghiệm số 1, đó chính là chúng ta nên chọn ngói lợp nhà theo loại nhà ở, thiết kế phần mái và hướng nhà. Ngoài việc chú ý đến các yếu tố thông thường về sở thích thì quý vị nên chú ý đến cấu trúc, thiết kế và hướng nhà để có sự lựa chọn tốt nhất. Xét về loại nhà ở, căn nhà của quý vị có thể là nhà cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, biệt thự v.v. với diện tích, cấu trúc xây dựng, số tầng và cách lựa chọn ngói lợp nhà sẽ khác nhau. Ví dụ như những nhà cấp 3 có 2 tầng với diện tích sàn 1.500m², thường sẽ sử dụng mái ngói màu và ngói composite để giảm nhẹ trọng lượng lên trụ và móng. Xét về phần thiết kế mái nhà, chúng ta có các loại hình thức như mái bằng, mái dốc, mái lệch, mái tứ diện, mái liều, mái kiểu yên ngựa, v.v. Mỗi kiểu mái nhà sẽ phù hợp với những kiểu ngói khác nhau. Ví dụ như loại mái liều thường sử dụng ngói 22 hoặc 20 để thoát nước nhanh, số lượng gạch được rải đều và dễ dàng sắp xếp các viên ngói trên mái nhà đối xứng. Còn về hướng nhà, nếu như quý vị có hướng đón nắng thì hãy chọn ngói có tông màu sáng như là màu trắng, màu kem v.v. để đem lại sự mát mẻ cho căn nhà. Vậy là nói chung là về từng loại nhà như em nói chia sẻ đó, nhà cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 hay là cả biệt thự nữa thì chúng ta sẽ nên lựa chọn các loại ngói cho phù hợp quý vị nhé. Ví dụ là nó sẽ ảnh hưởng đến tải trọng hoặc là thậm chí là ảnh hưởng đến phần móng của công trình nhà của mình. Cho nên là đây là điều quý vị nên lưu ý giúp em. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với kinh nghiệm chọn ngói thứ hai, đó là chọn ngói lợp nhà dựa trên điều kiện môi trường và khí hậu nơi mà quý vị đang ở. Thì cái vấn đề điều kiện môi trường khí hậu sẽ tác động như thế nào? Hãy cùng Nhật An tìm hiểu ngay sau đây. Chúng ta nên lựa chọn theo điều kiện thời tiết khí hậu ở nơi khu vực mà chúng ta ở. Bởi vì chắc chắn rằng khi mà chúng ta xây căn nhà xong thì cái phần mái chính là cái phần trực tiếp nó sẽ đón nhận tất cả những cái điều kiện đó. Cho nên chúng ta phải lựa chọn thế nào cho phù hợp nhất. Em sẽ ví dụ cụ thể cho quý vị nha. Ví dụ nếu mà ngôi nhà quý vị là những nơi mà có cái lượng ẩm nó cao và lượng mưa hàng năm lớn, em ví dụ là Thừa Thiên Huế nè, Quảng Bình, Quảng Trị v.v. thì chúng ta nên lựa chọn những cái loại ngói như thế nào? Chúng ta nên lựa chọn những cái loại ngói nó có khả năng, đó chính là nó sẽ là kháng nước nè, hoặc là thoát nước nhanh nè, cũng như là nó sẽ ít nứt vỡ, có tuổi thọ cao. Đó là cái yêu cầu khi mà chúng ta xây dựng ở những cái vùng mà có lượng mưa hàng năm lớn. Ngược lại, nếu mà chúng ta ở những cái vùng tỉnh mà lượng mưa hàng năm nó không quá lớn nhưng mà có nhiều nắng gắt, em ví dụ là Ninh Thuận hoặc Bình Thuận thì sao? Thì quý vị nên lựa chọn những cái loại ngói nó có đặc tính, đó chính là nó sẽ cách nhiệt nè, tản nhiệt hoặc là thoáng khí tốt. Nói chung là nếu mà chúng ta lựa chọn theo điều kiện thời tiết và khí hậu thì nó sẽ giúp cho quý vị hàng năm nhé tiết kiệm kha khá được về cái chi phí bảo trì
sửa chữa hoặc là đổi mới của phần mái. Bởi vì nếu mà phần mái ngói chúng ta mà bị hư hỏng gì đó thì nó bị dột vào trong nhà của mình thì chắc chắn là mình phải thay mới rồi, đúng không nè? Cho nên là nếu mà chúng ta căn cứ vào thời tiết như vậy thì chúng ta sẽ yên tâm hơn về vấn đề này. Và ngoài ra thì đương nhiên khi mà chúng ta lựa chọn một cái loại ngói mà nó hợp lý nhất cho cái vùng khí hậu mà nơi mà chúng ta đang ở thì ngôi nhà chúng ta sẽ sinh hoạt một cách thoải mái hơn, cũng như là cuộc sống chúng ta sẽ tiện nghi hơn rất nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với yếu tố thứ ba để lựa chọn loại ngói cho nhà của chúng ta một cách hợp lý nhất, đó chính là xét đến cái yếu tố đặc tính kỹ thuật của ngói lợp nhà. Một trong những điểm quan trọng không kém của việc lựa chọn ngói lợp nhà chính là tìm hiểu các thông số kỹ thuật của sản phẩm như kích thước, loại ngói, chất liệu, trọng lượng, hiệu quả cách âm, cách nhiệt, có phụ kiện đi kèm hay không, v.v. Và dưới đây là một số cân nhắc kỹ thuật quý vị cần biết. Kích cỡ ngói thông thường sẽ có khoảng 4 size, gồm có size S là small là nhỏ, M là medium là trung bình, L là large là lớn và XL là extra large là rất lớn. Size S là size nhỏ nhất và với size này, ngói sẽ có kích thước dài 102, chiều rộng nhờ rộng 117 và cao là 6m, 6mm. Ngói size S thường hợp cho việc thi công phần bờ tường hoặc ngôi miếu nhỏ cùng số lượng 80 cặp trên 1m2. Đó chính là size S là size nhỏ nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ đến size M là size trung bình. Size M có chiều dài ngói là 140 x rộng 170 x cao 8mm là loại ngói dành cho ngôi nhà hoặc các công trình có diện tích 50 cho đến 100m2. Khi kích thước ngói lớn hơn đồng nghĩa số lượng ngói size M sẽ giảm còn 43 cặp trên 1m2. Cho nên là cái việc mà lựa chọn cái loại ngói và cái size nó cũng ảnh hưởng đến cái ngôi nhà của quý vị nữa nhé. Ví dụ ở đây là size M thì nó sẽ hợp với các công trình có diện tích là 50 cho đến 100m2. Tiếp theo là ngói size L. Ngói size L có chiều dài là 180 nhân rộng 190 nhân cao 8mm sẽ giúp gia chủ bớt tốn kém số lượng và thời gian lợp mái hơn với diện tích là 1m2 chỉ cần 27 cặp. Loại ngói này phù hợp với các ngôi nhà có diện tích từ 500 lên đến 1000m2. Với diện tích nhà lớn hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn cái loại ngói nó có cái kích thước lớn hơn. Ở đây chúng ta lựa chọn size L. Và với size L là size gọi là lớn rồi đó, mà nó vẫn chưa phải lớn nhất. Vậy thì chúng ta sẽ đến với size cuối cùng, đó là size XL. Size XL có kích cỡ ngói dài 260, rộng 275 và cao 10mm, cực kỳ phù hợp cho diện tích công trình lên đến 3000m2 hoặc hơn. Vì đây là size lớn nhất trong dàn ngói nên số lượng chỉ khoảng 15 cặp trên 1m2. Khi mà chúng ta có cái size nó càng lớn thì cái số lượng cặp nó sẽ càng ít lại quý vị nhé. Ví dụ đi size S là 80 cặp 1m2, size M là 43 cặp 1m2, size L là 27 cặp 1m2, còn size XL chỉ có 15 cặp 1m2 thôi. Nhưng mà nó cũng sẽ đảm bảo là sẽ che phủ toàn bộ cái phần mái ở bên trên ngôi nhà quý vị để mang đến một công trình đẹp mắt nhất. Đó chính là về cách lựa chọn ngói thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ đến lựa chọn ngói thứ tư. Anh tin chắc rằng nhiều quý vị sẽ quan tâm đến vấn đề này, đó là chọn màu ngói theo phong thủy. Vậy thì theo phong thủy chúng ta sẽ nên lựa chọn như thế nào đây? Hãy cùng An tìm hiểu nhé. Một kinh nghiệm nữa để mà chúng ta lựa chọn phần mái hợp với căn nhà của mình, đó chính là căn cứ theo phong thủy. Thì vấn đề phong thủy thì Marco chúng tôi đã chia sẻ với quý vị rất là nhiều lần rồi nhé. Cái điều này thì em cũng phải chia nói lại, đó chính là tùy theo sở thích cũng như nhu cầu của từng gia đình. Có những gia đình họ sẽ rất là quan tâm về mặt phong thủy thì chắc chắn là từ phần mái ngói đến phần màu sơn rồi vật dụng trong nhà, người ta đều muốn theo phong thủy để ví dụ là gia đình đó họ làm ăn hoặc là họ có nhu cầu về kinh doanh hoặc là cả về trong cuộc sống, thì cái đó là tùy thuộc vào sở thích của từng gia chủ. Nhưng cũng có những gia đình ta không quá quan tâm về phong thủy thì có thể lựa chọn theo màu sắc yêu thích của mình, thì cái điều đó là hoàn toàn phụ thuộc vào từng gia đình mà thôi. Ở đây thì An sẽ tư vấn liên quan đến mặt phong thủy một chút xíu. Thì như quý vị đã biết thì phong thủy chúng ta sẽ có ngũ hành, đó chính là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Và mỗi gia chủ của chúng ta thì chúng ta tương ứng với ngày sinh, năm sinh của mình, chúng ta sẽ tương ứng với một cái cung trong ngũ hành khác nhau. Ví dụ là quý vị là thuộc mệnh kim thì màu sắc hợp lý của quý vị là màu gì? Nếu mà chúng ta thuộc mệnh kim thì quý vị sẽ rất hợp với những cái màu ánh kim hoặc là màu trắng chẳng hạn. Nếu chúng ta thuộc mệnh thủy thì sẽ hợp với ví dụ là màu đen nè, ngón màu đen, màu đen ở đây cũng được, hoặc là màu xanh. Thì
cũng rất là hợp lý cho ngôi nhà của mình. Nếu mình mộc thì quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn một cái loại ngói có màu lục hoặc là màu xanh đậm như thế này. Hỏa thì chúng ta sẽ hợp với những cái ngói ví dụ là màu đỏ hoặc là màu cam. Còn thổ thì chúng ta có thể hợp với màu nâu. Ở đây là màu nâu nè, cũng rất hợp với những ai mình thổ nhé. Tuy nhiên thì chúng ta đã bàn về hợp rồi, thì có những màu là không hợp hay không thì chắc chắn là phải có. Ví dụ em vừa nói quý vị là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Vậy thì kim sinh thủy, tức là kim và thủy là hai cái mệnh rất là hợp với nhau. Tuy nhiên thì kim sẽ là khắc với, đó chính là kim sẽ khắc với mộc nhé. Cho nên là nếu mà chúng ta mệnh mộc thì chúng ta không nên lựa chọn những cái gam màu sắc ví dụ là màu trắng, màu ánh kim chẳng hạn. Tiếp theo thì thủy sẽ khắc với hỏa, tức là nếu quý vị là người mệnh hỏa thì chúng ta không nên lựa chọn cái phần mái ngói ví dụ là màu xanh hoặc màu đen thì nó không hợp cho ngôi nhà của mình. Tiếp theo nữa thì mộc sẽ là khắc thổ. Vậy thì chúng ta mệnh thổ, chúng ta không nên lựa chọn phần ngói màu xanh. Hỏa thì sẽ khắc cho kim. Vậy thì chúng ta mệnh kim, ta không nên lựa chọn ngói ví dụ là màu cam, màu đỏ, màu ánh tím chẳng hạn. Rồi và cuối cùng nếu chúng ta mệnh thổ thì thổ sẽ khắc với thủy. Cho nên là nếu mà mệnh thủy thì đừng nên lựa chọn những gói có thể là màu nâu hoặc là màu vàng đất. Thì đó sẽ là những cái lựa chọn của quý vị hợp lý về mặt phong thủy. Và sau khi mà chúng ta lựa chọn phần mái ngói như thế này hợp lý về mặt phong thủy nữa, kết hợp với cái phần tường sơn mà đã được lựa chọn từ trước theo ý thích của mình, thì chắc chắn là sẽ mang đến cho quý vị một ngôi nhà hợp ý về mặt phong thủy và có thể mang đến nhiều may mắn tài lộc cho gia đình của mình nhé. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với bước số top 5 để chúng ta lựa chọn loại ngói, đó là chọn ngói theo phân loại. Thì sẽ có một số loại ngói nhà như sau. Đầu tiên là ngói đất nung. Ngói đất nung được sản xuất từ nguyên liệu chính là đất sét, thường được sử dụng cho những ngôi nhà có lối kiến trúc cổ, truyền thống với nhiều kiểu dáng mẫu mã đa dạng. Ngói đất nung được chia làm hai loại là có tráng men hoặc khôn, có độ bền cao với nhiều khả năng như kháng nước, có thể chịu được mưa, gió và nhiệt độ cao, kháng lửa. Tiếp theo là ngói lợp nhà trang trí, là loại ngói kích thước nhỏ thường dùng để dán lên trên mái nhà đã được đúc sẵn. Ngói lợp nhà trang trí có thể được tráng men hoặc là không. Thứ ba là ngói lợp nhà xi măng hay gọi là ngói màu, được sản xuất từ vữa xi măng và sơn phủ bột màu và được sản xuất theo công nghệ phủ màu khô và công nghệ ướt. Hiện nay, ngói lợp xi măng được sử dụng phổ biến và được nhiều gia đình lựa chọn cho công trình của mình. Thứ tư là ngói lợp nhà composite, là loại ngói có tính năng giãn nở cực tốt và tương thích với khí hậu ở khu vực đó. Đây chính là đặc điểm đặc biệt của ngói composite mà các loại ngói màu hay ngói đất nung có được. Tiếp theo là ngói lợp nhà adobe hay được đá phiến, là loại ngói có màu đen và có hình dạng giống như ngói vảy cá hoặc có hình chữ nhật, được khai thác từ đá trầm tích của Pháp và quốc gia châu Âu, hiện khá được ưa chuộng tại Việt Nam. Và ngoài ra, một số đặc tính khác như trọng lượng, chống ẩm, chống nóng, độ bền cũng cần được quan tâm khi lựa chọn ngói lợp nhà nhé. Vậy là ngày hôm nay, Nhật Em vừa chia sẻ quý vị về top 5 kinh nghiệm chọn ngói lợp nhà sẽ có rất nhiều tiêu chí khác nhau và tùy theo công trình quý vị là như thế nào, chúng ta có thể lựa chọn cho phù hợp. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, đừng ngại liên hệ ngay với Mark Home bằng những số hotline 0964458888, 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, Nhật Em xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.